Chương trình biểu diễn của đoàn tuyển học sinh tiểu học trung học cơ sở xã Thanh Hải với chủ đề Tuyệt vời tuổi thơ tôi, với các tiết mục đơn ca bài hát Này trên đất ơi, tác giả Lưu Hà An do Phạm Hoàng Yến thể hiện cùng tốt múa. Tặng ca Mách Sắt Niềm Vui Của Em, bài học đầu tiên, tác giả Nguyễn Huy Hoàng, Trương Xuân Vân do Quỳnh Trang, Thúy Minh, Bảo Vân thể hiện cùng tốt múa Phụ Hoàng. Whoa.